Một người đóng giả lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã bị trục xuất khỏi Việt Nam chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump, với lý do được nhà chức trách đưa ra là visa của ông không hợp lệ, theo lời ông. Người đóng giả Kim Jong-un, một người Úc gốc Hoa sống ở Hồng Kông và lấy tên là Howard X, đã rời Hà Nội vào ngày thứ Hai. Trong tuần qua, Howard X cùng một người đóng giả Tổng thống Donald Trump đã được ống kính săn đón khắp Việt Nam khi họ giả vờ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh. Công an Việt Nam đã câu lưu cả hai người để thẩm vấn vào ngày thứ Sáu sau một cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình địa phương. Họ được yêu cầu ngừng trò châm biếm chính trị. Tuy nhiên, ngày thứ Hai, Howard X được thông báo rằng ông phải rời khỏi nước vì visa của ông không hợp lệ, mặc dù ông khẳng định ông có mặt ở Việt Nam một cách hợp pháp. Trên trang Facebook của mình, ông nói lý do thực sự ông bị trục xuất là vì ông sinh ra có khuôn mặt giống Kim Jong-un. Đó là một tội thực sự. Russell White, người đóng giả ông Trump đến từ Canada, ban đầu cũng được yêu cầu rời khỏi Việt Nam, nhưng chính quyền thay đổi quyết định, đài CBS đưa tin. Howard X chụp một bức ảnh cuối cùng với ông White, trao nhau một nụ hôn cuối cùng tại sân bay quốc tế Nội Bài. Sự châm biếm là một thứ vũ khí mạnh chống lại bất kỳ chế độ độc tài nào. Howard X nói với các phóng viên tại sân bay, họ sợ hai người bình thường trông giống như hai người thật.